Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, giai đoạn 3 đốt lò và hiện tượng ruồi chết treo, một bài viết của Thường Sơn được đăng trên trang Cộng hòa Thời báo.com.au. Giai đoạn 3 đốt lò của Nguyễn Phú Trọng khởi sự từ tháng 10 năm 2018 và trở nên nóng bỏng đặc biệt sau cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nhiều cái chết khác nhưng không phải là tự chết mà là chết treo cũng hiện ra. Vào tháng giêng năm 2018 có một trường hợp tự treo cổ là ông Nguyễn Hùng Lâm, Phó Bí thư Chủ tịch huyện Quốc Oai, Hà Nội. Sau đó liên tiếp trong 2 tháng 4 và 5 của 2018 đã có hai quan chức Việt Nam tìm đến cái chết một cách hết sức bất thường. Chính thức mở màn cho phong trào tự sát quan chức của năm nay. Vào cuối tháng 4, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Hưng Yên, ông Vũ Thanh Bình bất ngờ nhảy từ tầng 2 của trụ sở làm việc xuống đất nhưng may mắn không chết. Động cơ nhảy lầu tự vẫn của ông Bình là có thể lý giải vì đó là thời điểm ông này bị cơ quan công an công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiến hành khám xét trụ sở. Nhưng một cái chết mà đã gây chấn động ghê gớm trong ngành công an là Đại tá Võ Tuấn Dũng, cục phó Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 của Bộ Công an, được phát hiện nằm chết và sau đó được Tổng cục Cảnh sát của Bộ này thông báo là đột tử. Mặc dù trước đó báo Môi trường và Đô thị đã thông tin là Đại tá Dũng tự treo cổ, vụ này xảy ra vào đầu tháng 5 năm 2018. Khác với vụ nhảy lầu của ông Vũ Thanh Bình nhưng thoát chết, Đại tá Võ Tuấn Dũng đã chết thật. Nhưng hai vụ trên lại rất tương hợp nhau ở một điểm quan trọng. Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã nhiều lần làm việc với ông Võ Tuấn Dũng tại trụ sở của C50 tại Hà Nội liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ có sự bảo kê của tướng Công an. Trong vòng ít tháng trước khi năm 2018 trôi qua, đã có hàng loạt cái chết treo cổ gắn với những cái tên NQV 36 tuổi là chuyên viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên, Đỗ Văn Thơm sinh năm 1973 là cán bộ văn phòng đảng ủy xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Phạm Văn Dũng 35 tuổi, quê xã Ngọc Khê, kế toán xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, Nguyễn Văn Hội, phó trạm trưởng trạm quản lý nước và công trình đô thị huyện Krông Chờ Lo, Gia Lai, Đỗ Văn Sơn, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Chư Bao, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk, TTP 37 tuổi là cán bộ địa chính xã Châu Hòa, huyện Rồng Trôm. Đầu tháng 11 năm 2018, vụ ông Võ Phi Anh mới có 54 tuổi và là Phó Tổng Giám đốc Senco 6, đơn vị thi công một số hạng mục thuộc công trình tuyến Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh, chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang văn phòng làm việc và có thể xem là dấu ấn nổi bật của một phong trào quan chức tự sát bằng dây thừng ở nhiều tỉnh thành trong nửa cuối năm 2018. Nếu dự án tuyến Metro số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh đã rước quá nhiều tai tiếng về nạn đội vốn khống và nghi vấn cao về tiêu cực của những quan chức phụ trách dự án này, thì phần lớn những cái chết treo cổ tiếp theo của quan chức đều ít nhiều liên tới vụ việc bị nghi ngờ là tham nhũng. 2018 là năm đã xảy ra số vụ quan chức các cấp tìm đến sợi dây thừng nhiều hơn bất kỳ năm nào trước đó, khiến bản danh sách những kẻ tuẫn tiết đến cuối năm 2018 có thể là phép cộng gộp cho con số nhiều năm trước đây. Hiện tượng xảy ra hàng loạt và với tần suất ngày càng cao, những cái chết treo cổ của cấp cán bộ ruồi ở nhiều địa phương và trong nhiều ngành đang phản ánh cái tâm thế thà chết còn hơn ở tù của nỗi hoảng sợ đến kinh hoàng trong huyết quản nhiều cán bộ từ cao xuống thấp. Cần nhắc lại hai giai đoạn chống tham nhũng đầu tiên của ông Trọng đã không mấy ấn tượng vào thời hậu Nguyễn Tấn Dũng. Có thể nhận rõ giai đoạn chống tham nhũng đầu tiên của Nguyễn Phú Trọng có thể được tạm đặt tên cái tên là những việc cần làm ngay. Đã mất một khoảng thời gian gần một năm rưỡi từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 11 năm 2017. Khá lặng lẽ và nhu nhược, chủ yếu là hô hào về chủ trương mà thiếu hẳn hành động cụ thể và quyết liệt, chẳng khác gì một kẻ bất lực.
Chỉ sau hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10 năm 2017 mà đã bị nhiều cựu thần cách mạng lão thành lên tiếng chỉ trích về não trạng đập chuột sợ vỡ bình nếu không đi đôi với làm và nhát gan. Nguyễn Phú Trọng mới có hành động đột biến chỉ đạo bắt giam Đinh La Thăng vào tháng 12 năm 2017. Thời điểm đó cũng có thể được xem là mốc giới, mốc khởi đầu cho giai đoạn 2 của chiến dịch chống tham nhũng mang tên Đốt Lò. Trong cả hai giai đoạn tốn kém khá nhiều thời gian và hô hào trên, Nguyễn Phú Trọng còn xa mới đạt được hiệu ứng tự sát quan chức mà Tập Cận Bình đã tạo ra trong cuộc chiến đả hổ diệt ruồi ở Trung Quốc từ năm 2012 đến năm 2016 mà đã khiến hơn 80 quan chức nước này phải nhảy lầu, treo cổ, tự tử chết bằng những phương thức khác nhau. Bằng chứng rõ rệt mang tính chính trị học và khoa học là số quan chức Việt Nam tham nhũng phải tìm đến cách tự vẫn trong 2 năm 2016 và 2017 là quá ít so với năm 2018. Nếu vào năm 2019 và những năm sau đó xác nhận chính thức một làn sóng số đông quan chức tham nhũng tự sát ở Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng sẽ phải cảm ơn Tập Cận Bình đã đưa ông lên hình ảnh người cầm lưỡi hái vĩ đại. Bởi rất nhiều kinh nghiệm rất phong phú đã có từ chiến dịch đảo diệt ruồi của Tập Cận Bình ở Trung Quốc khởi động từ năm 2012 và khiến hiện ra hiệu ứng chết chóc từ năm 2013. Kinh nghiệm quan chức tự sát ở Trung Quốc là như thế nào? Một tổ chức là Trung tâm Thông tin quyền dân chủ Trung Quốc tại Hồng Kông đã thống kê năm 2015 số quan chức chết do tự sát là 1.500 người, năm 2016 tăng lên là 1.700 người. Về phương thức tự sát, nhảy lầu và treo cổ là những cách được lựa chọn nhiều nhất. Địa điểm thường là nơi làm việc, nhà riêng, khách sạn hoặc ra ngoại ô. Cần chú ý điểm tương hợp là Việt Nam cũng đã xuất hiện phương thức nhảy lầu và đặc biệt là treo cổ đối với những vụ tự sát của quan chức Trung Quốc, mặc dù trong thông báo được phía chính quyền đưa ra để giải thích nguyên nhân quan chức tự sát luôn là do áp lực quá nhiều hoặc do chứng trầm cảm, nhưng những lý do này không thể khiến công chúng tin cậy. Chẳng hạn vào ngày 9 tháng 7 năm 2014, chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, Lý Hải Hoa ngã từ phòng làm việc xuống và tử vong tại chỗ. Trùng hợp là trong ngày hôm đó, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Hồ Bắc đã dẫn ông Lý Hải Hoa đi để điều tra. Sau khi ông Lý nhảy lầu chết, Cục trưởng Công an thành phố Hiếu Cảm lên tiếng xác nhận. Tại hiện trường, ông có để lại di thư nói bản thân mắc nhiều bệnh, thường xuyên cảm thấy khó chịu nên chỉ có thể tự giải thoát. Nhưng trong dân chúng lại có nhiều đồn đoán được truyền tai nhau về nguyên nhân do quan chức tự sát như sự sợ tội mà tự sát, giết người diệt khẩu và nhân quả báo ứng. Trong dân chúng cũng đưa ra nhiều đồn đoán đối với cái chết của những quan chức này, trên bề mặt dường như lấy cái chết để trốn tránh tội, nhưng nguyên nhân đằng sau có thể là để bảo vệ những tham quan có chức vị cao hơn hoặc là bị thế lực có quyền thế cao hơn bức ép hoặc là bị giết người diệt khẩu, vân vân. Một nhà bình luận thời sự Trung Quốc là Hoành Hà cũng đưa ra phân tích về phong trào quan chức Trung Quốc tự sát. Nguyên nhân bên trong chủ yếu có thể do tự sát hoặc là do người khác ép buộc phải chết. Nếu nói là tự sát, nguyên nhân có thể nói là do áp lực chính trị lớn. Ví dụ như bị điều tra, nhưng tình huống như thế không nhiều. Nguyên nhân tự sát như thế này vào thời cách mạng văn hóa có nhiều, bởi vì đa số là bị oan nên trong tâm khó có thể chấp nhận được. Tuy nhiên hiện nay đa số quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đều biết rõ bản thân mình có tội. Một nguyên nhân nữa có thể là do chịu tội thay người khác. Các phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc được hình thành chủ yếu là sự kết hợp nhóm lợi ích, do đó quan chức không thể nào vì lợi ích mà đi tự sát để bảo vệ người khác. Vì vậy, nếu như tự sát vì chịu tội thay người khác có thể là do bị lấy tính mạng của người nhà hoặc tiền đồ con cái ra uy hiếp nên bắt buộc phải tự sát. Có một quy định tương đồng giữa luật hình sự Trung Quốc và luật hình sự Việt Nam. Trong trường hợp nghi phạm đã chết, cơ quan tư pháp phải ngừng quá trình điều tra trách nhiệm để đối với người này, khóa tài liệu
điều tra và hủy bỏ tiến trình xét xử. Điều đó có nghĩa là cái chết của người này sẽ chấm dứt các cáo buộc tham nhũng đối với họ, bảo vệ những người xung quanh và gia đình vẫn được sở hữu tài sản, cho dù chúng có nguồn gốc bất chính. Một số quan chức Trung Quốc bị nghi ngờ dính chàm đã nói trong thư tuyệt mệnh của mình rằng họ muốn chính quyền tha thứ cho gia đình của họ. Theo kinh nghiệm ở Trung Quốc, các vụ việc tham nhũng trong nội bộ chính quyền Trung Quốc đều do Ủy ban Điều tra Kỷ luật Trung ương CCDI xử lý. Các quan chức bị cáo buộc thường bị biệt giam để điều tra trước khi được bàn giao cho các cơ quan công tố. Công tố viên sau đó hỗ trợ công tác điều tra và ban hành cáo trạng. Tuy nhiên, song quy là một cơ chế nghiêm trị kỷ luật nội bộ, vì vậy chúng thường được bí mật thực hiện, không có một luật cụ thể nào quy định về thời gian tối đa để tiến hành song quy. Đã rất phổ biến, triết lý này ở Trung Quốc đã bị CCDI bắt giam thì không thể không có tội, mà chỉ là tội nặng hay tội nhẹ. Là những con người cứng rắn và hay chèn ép người dân, chính họ lại rất sợ những hình thức đối xử nghiêm khắc mà các cấp trên của họ đã thi hành. Một luật sư tỉnh Chiết Giang là ông John July phân tích về tâm lý chung của giới quan tham Trung Quốc. Nhiều quan chức đang sợ cụ như sợ cọp. Cho đến giờ phút này, không còn nghi ngờ gì nữa về việc người vừa giành thêm được chức chủ tịch nước sẽ đốt rừng rực cái lò vào thời hậu Trần Đại Quang. Không chỉ Cánh Quang và Cánh Dũng mà nhiều hoặc rất nhiều quan chức tham nhũng cấp ruồi ở nhiều tỉnh và thành phố sẽ bị biến thành củi, và cũng giống như bài của Tập Cận Bình. Cách đi và lối chơi cờ của Nguyễn Phú Trọng sẽ không chỉ theo phương châm đả hổ mà còn diệt ruồi, nghĩa là sẽ mở rộng trận tấn công trên diện rộng ở nhiều tỉnh thành dành cho quan tham cấp trung và thấp. Một trong số những thúc ép rõ nhất để trên nóng dưới phải nóng theo của Nguyễn Phú Trọng là năm 2018, ông ta đã chỉ đạo cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương không chỉ tiến hành kiểm tra ở cấp độ ngành trung ương và cấp tỉnh thành mà còn kiểm tra đến cấp quận huyện. Điều đó có nghĩa là Ủy ban Kiểm tra Trung ương Việt Nam đang và sẽ làm theo kịch bản của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã làm, mang đến tai họa cho giới quan tham ở tận những vùng sâu, vùng xa theo phương châm không cho chúng nó thoát. Giai đoạn 3 đốt lò cũng bởi thế có thể là thời kỳ mang quy mô rộng nhất, sâu hiểm nhất, sắc máu nhất, kể cả tàn nhẫn nhất, và cách nào đó cũng thành công nhất kể từ đầu chiến dịch đốt lò. Trước đây, trong giới quan tham Việt Nam luôn phổ biến thủ đoạn chạy án cho dù có bị khép tội. Chạy vào lúc vụ việc tham nhũng mới bắt đầu dấu hiệu bị cơ quan chức năng phát hiện, chạy vào lúc đang bị cơ quan chức năng khởi tố và điều tra, chạy trong giai đoạn tố tụng hình sự và đưa ra tòa, và chạy kể cả lúc đã phải lãnh án. Xong, tấm gương Đinh La Thăng, thân là một ủy viên Bộ Chính trị nhưng đã bị tống giam và phải nhận hai mức án với tổng cộng 31 năm tù, hẳn đã khiến giới quan chức tham nhũng không còn mơ màng về một thời kỳ án như chơi mà đang hoảng loạn, bởi một khi đã bị bắt thì sẽ đi lâu, thậm chí còn đi thẳng ra pháp trường. Dù chưa có gì chứng minh được là chiến dịch chống tham nhũng của Đảng cầm quyền ở Việt Nam sẽ bằng vai phải lứa với những gì mà Đảng đàn anh ở Trung Quốc đã làm, nhưng cho tới nay hàng loạt cái chết treo cổ của quan tham trong năm 2018 đã cho thấy tâm trạng hoảng loạn và bế tắc không lối thoát của một bộ phận trong giới quan chức tham nhũng ở Việt Nam. Về mặt hình thức tự kết liễu, rõ ràng sở thích treo cổ của quan tham Trung Quốc đã gây tác động mạnh và chi phối đến não trạng quyên sinh của quan tham Việt Nam. Cho đến nay, đa số trường hợp tự vẫn của tham quan Việt Nam đều phải dựa vào sợi dây thừng. Là những con người cứng rắn và hay chèn ép người dân, chính họ lại sợ những hình thức đối xử nghiêm khắc mà các cấp trên của họ thi hành. Một luật sư tỉnh Chiết Giang là ông Duân phân tích về lý do chung của quan tham Trung Quốc. Khác với hai năm 2016 và 2017 là giai đoạn bắt nhân quyền,
chiến dịch bắt bớ này tạm lắng trong năm 2018 và cả năm 2019, thay vào đó là những chấn động trong chiến dịch bắt con tham. Bầu không khí chung trong giới quan chức ở Việt Nam vào những ngày này là im bặt. Nhiều người gặp nhau còn không dám hỏi han về những vụ bắt bớ tham nhũng xảy ra địa phương mình. Một số người lúc nào cũng mắt lấm lét, mặt mày xanh xám, thậm chí là tránh nhìn nhau. Và đặc biệt chẳng còn mấy quan chức dám công khai cười cợt cái tên lú dành cho Nguyễn Phú Trọng. Thay vào đó, nhân xưng cụ được gọi nhiều hơn hẳn. Và nhiều quan chức đang sợ cụ như sợ cọp. Người cầm lưỡi hái vĩ đại đó là một nhân danh cho Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nhận xét một cách khách quan, chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đang bắt đầu tạo được hiệu ứng diệt quan tham trên một bình diện rộng hơn ở các tỉnh thành và sâu hơn xuống tận cấp quận huyện và phường xã. Tuy chưa thể được coi là một chiến dịch chống tham nhũng theo đúng nghĩa và đặc biệt chưa để thể được xem là chống tham nhũng công bằng, khi ông Trọng vẫn còn bỏ qua nhiều những trường hợp quan chức tham nhũng, những kẻ được dư luận đánh giá là thuộc phe của ông Trọng. Với đà này, bầu không khí diệt quan tham sẽ còn khiến nhiều quan chức tham nhũng ngạt thở và bế tắc trong năm 2019. Để từ đó sẽ xuất hiện một hiện tượng, một bộ phận cán bộ đảng viên và người dân một lần nữa khơi dậy trong lòng họ niềm hy vọng mỏng manh vào một Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước mà trong thực tế có thể là nhân tố duy nhất chủ sướng và cầm tay chỉ việc chuyện giữ nhiệt đốt lò. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình kế tiếp của chúng tôi.